Kính chào quý vị, tôi là Thanh Kiều, phóng viên của Kinh tế Sài Gòn Online. Và như quý vị đang nghe thấy ngay sau lưng tôi, tiếng trống múa lân rộn ràng. Bởi vì ngay lúc này đây, các nghệ sĩ của chúng ta đang tất bật chuẩn bị cho chương trình diễu hành đường phố nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm 2022 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ diễu hành diễn ra từ 16h30 phút đến 18h30 phút chiều ngày 15 tháng 2 với lộ trình từ đường Hải Thượng Lãng Ông qua đường Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Dữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và điểm cuối cùng là Trung tâm Văn hóa Quận 5 ở số 105 Trần Hưng Đạo, phường 6, Quận 5. Đây cũng là một trong các điểm nhấn của lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm nay bên cạnh nhiều nội dung và hoạt động phong phú hấp dẫn khác như đêm hội Nguyên Tiêu, đêm thơ Việt Nam tổ chức ngày 14 tháng 2 tại công viên Văn Lang, Quận 5. Tuần lễ ẩm thực chủ đề không gian văn hóa ẩm thực Việt Hoa diễn ra từ ngày 11 tháng 2 đến hết ngày 20 tháng 2 tại số 107 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5. Triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, ảnh nghệ thuật, viết thư pháp, vẽ tranh, trò chơi dân gian tại Trung tâm Văn hóa quận 5. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức với mục tiêu gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo không gian giao thương, thúc đẩy xúc tiến thương mại Việt Hoa, đồng thời là bước khởi sắc đầu năm mới để các sự kiện văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh dần khôi phục sau thời gian dịch bệnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tạo được sự an tâm cho người dân khi tham gia lễ hội, ban tổ chức đã triển khai ứng dụng đăng ký và kiểm soát vé bằng mã code với tên gọi Sự kiện Sài Gòn.